Ok, với cái không khí của ngày Tết đang sắp tới gần rồi và bữa nay đã rất là cận những cái ngày Tết rồi, thì bữa nay mình quyết định mình sẽ cho show cho các bạn xem một cái bộ sưu tập, nói chung là sưu tập bảo vệ tính mạng của mình mà mình vừa mới đem từ trên sân đua về. Mình sẽ ốp, nói chung là mình đã sưu tầm cũng khá lâu rồi, một cái bịch như thế này thôi, nhưng mà nó trị giá cũng cả gia tài của mình á, cũng hết đã 50-60 triệu rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu show cho mọi người xem thì những cái gì mà nó bảo vệ tính mạng của mình ha. Thì thật ra thì xưa giờ là mọi người hay có những cái bộ áo giáp da các thứ gì đó, thì dĩ nhiên cái đó là những cái món đồ cơ bản cần phải có, nhưng mà cái đó nó chỉ giúp chúng ta là bảo vệ những cái pha mà té ngã hay là đập người bình thường thôi, còn những cái pha mà té mạnh quá thì sẽ không thể nào bảo vệ được. Đây mọi người sẽ nói cái áo này cũng chỉ là một cái áo vải bình thường thôi, có gì đâu mà ghê gớm hả. Một tí nữa mình sẽ show cho ha. Mình hiện giờ mình đang sử dụng cái hiệu nhiều nhất ở đây, đó chính là Hit Air. Hit Air là của hàng Mugen Denko của Japan, 100% là made in Japan nha. Đây cái hãng đó đây. Đây Hit Air. Đó, hitair.com nè. Mugen Denko LCD, hãng này là của 100% sản xuất tại Nhật Bản nha. Toàn bộ sản xuất tại Nhật Bản. Một lát nữa mình sẽ show cho bạn xem những cái áo này nó có khác biệt nhau như thế nào. Rồi. Tiếp tục. Đó, thêm một cái nữa. Nó có rất là nhiều phiên bản, nhưng mà tụ chung lại á, nó điểm chính của nó chính là phần bảo vệ tính mạng. Rồi, một cái nữa cũng của Hit Air luôn. Thì trong cái bộ sưu tập của mình, Hit Air đã chiếm hết 89%. Và đây cũng là một bộ nữa, nhưng mà bộ này dành cho con nít nè. Cái này là su với du mặc vừa nè. Những đứa khoảng từ 10 tuổi trở xuống là mặc vừa hết. Đó. Để ăn chi, để khi mình có thể đi tour hay đi du lịch, hoặc là thậm chí đi ngoài sân đua mình có thể đeo được luôn. Và có một sản phẩm của một hãng khác hoàn toàn đến từ phía châu Âu, không từ đến từ Nhật Bản nữa, đó chính là Helix. Helix. Rồi Helix này thì cái video của mình đã có từ rất là lâu và đã show cho mọi người xem rồi, nhưng mà có vẻ như là những cái bộ Hit Air này thì chưa bao giờ show cho mọi người xem, nên bữa nay mình sẽ quyết định là show hết cho mọi người xem ha. Thì với cái Helix này á, thì như mọi người đã biết là nó, cái version này nó dành cho xe đua, có nghĩa là những người đua xe mặc cái bộ giáp mà nó có cục gù phía sau lưng nè. Đó, thì khi mà chúng ta khoác cái này vô thì nó sẽ khớp với lại cái gù phía sau lưng. Đó, giúp cho cái tay đua mà mặc bộ giáp da suốt da vô mặt vô thì nó rất là thoải mái. Rồi, mình sẽ treo Hit Air này vào đây. Rồi. Rồi, treo thêm Hit Air con nít này vào đây. Rồi, mỗi bộ áo thì nó sẽ đi kèm với lại một cái sợi dây. Đây. Sợi dây này hồi nữa mình sẽ show cho các bạn xem là nó sẽ gắn như thế nào ha. Đây thì điều đầu tiên đây, mình sẽ mặc cái áo này vô thử cho các bạn xem. Mặc áo này rất là đơn giản. Nó có thể là mặc khi mà chúng ta có mặc giáp bên trong hoặc không mặc giáp bên trong, thì cái đó chỉ tùy vào size thôi. Thì cái này là size M nè. Đó, mình chỉ việc mặc vào. Rồi. Nếu mà mặc bình thường chẳng hạn như đi mà kiểu như là không phải theo kiểu là đi xa quá hay gì, thì chúng ta chỉ đơn thuần là mặc vô vậy thôi, đơn giản gọn nhẹ. Sao mà dán nó qua. Đó. Vậy là coi như xong. Rồi, trong đây thì bắt đầu mình sẽ show cho bạn xem ha. Thì bình đây là một cái bình CO2 của nó. Nó có dán tem trên đây. Bình này là thể tích là 60cc ha. Rồi, ở đây là có một cái chốt an toàn giống như chốt lựu đạn vậy đó. Đang kéo xuống đây là vị trí là khóa, có nghĩa là không cho nổ. Còn khi mà chúng ta đẩy lên trên đây sẽ bắt đầu là vị trí cho nổ. Rồi, khi mà chỉ cho nổ rồi á, thì khi mà chúng ta có cái lực giật từ đây rất là mạnh thì nó sẽ giật cái viên bi này ra khỏi. Ở dưới đây nó sẽ có một cái đinh. Cái đinh thép ở đây nó sẽ đâm phúm lên trên đây để mà lủng cái bình CO2 này. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái bình CO2. Đây, ở đây có cái bình CO2. Đây là khi mà nó đâm lủng nè. Đó, cái đinh khi mà nó chạy lên nó bắt vô khi nó sẽ đâm cái bùm một cái lủng ở đây. Thì lượng khí CO2 được nén trong đây nó sẽ tỏa hết toàn bộ quanh cái áo. Nó sẽ khiến cho cái áo mình nổ ra. Thì hồi xưa là mình test cho các bạn là bằng cách là mình nổ luôn. Một lần tốn 600.000, nhưng mà lần này mình đã nghiên cứu một cái cách test mới mà không cần phải nổ. Mình có thể sử dụng cái dòi hơi để mà mình thử cái áo. Thì cái cách này là cái cách để mình test coi cái độ nó có bị xì hơi, lỗ mọt hay là có bị gì hay không trong quá trình vận hành. Giống như là để kiểm tra, để test á. Rồi. Đây. Thì đây là cái công cụ để mà mình sử dụng. Mình thay giống như mình giả lập cái phần van vòi á. Mình dặn vô trong rồi mình lấy hơi mình bơm vô hoặc là coi là như xong. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách lắp cái này trên chiếc xe ha. Xe nào có mở yên được ta?
Rồi. Với những chiếc xe chẳng hạn như với cái dòng Underborn á. Này, thì nó có một cái chốt, rất là chốt khóa mở rất là nhanh, tiện dụng. Chúng ta chỉ việc mở ra. Rồi khi mà mở ra thì nó sẽ chỉ đơn giản là cái này nó kẹp hai sợi dây lại. Thường á là mình sẽ là móc dưới yên. Đó, mình muốn tăng chỉnh độ dài ngắn hay gì đó thì mình cột nó dưới yên. Rồi chẳng hạn như mình mở cái yên lên ha, xe này nó tháo yên ra rồi. Mình mở yên lên, mình chồng sợi dây này qua. Rồi mình để dài qua. Mình siết nó lại. Thì cái dây này nó rất là dài, tùy vào mình muốn mình siết làm sao. Rồi. Khi mình để nó lên lại rồi thì mình chỉ việc là ráp cái cục nhựa này lên lại để nó giữ cái dây là ok. Đó, chẳng hạn như là nó giữ cái dây này bởi bằng cái này. Rồi sau khi mà nó giữ rồi thì cái dây yên này nó sẽ lòn ra phía bên ngoài. Đó, lòn có thể là dây yên chúng ta để như vậy nè. Đó, thì nó bị kẹp bởi cái yên và cái dây này để bên ngoài. Bình thường mình có để thoải mái hoặc là mình kiếm cái gì đó mình gắm vô. Còn khi mình lên xe mình ngồi ha, mình bắt đầu mình lên xe mình ngồi thì mình sẽ cắm nó vô. Đó, mình sẽ cắm nó vô. Bum. Rồi. Khi mà chốt đỏ nhá, nó đẩy lên rồi thì coi như là nó đã hoàn thành cái sứ mệnh. Thì khi mà chúng ta có một cái lực tác động gì đó, chẳng hạn như chúng ta bị đụng đi, chúng ta sẽ bay về phía trước. Thì khi mà dây nó căng ra thì bắt đầu khi mà nó căng bắt đầu là điểm bung. Thì cái lực mà bay đủ nặng nó tính là khoảng 20 kg á, phải lực giật mạnh 20 kg thì nó mới có thể bứt nó ra được. Còn nếu mà lực ít hơn, chẳng hạn như lâu lâu mình hay có bị thử luôn rồi, là mình chẳng hạn đang ngồi xe cái mình quên, mình bước xuống xe cái mình bước ra, thì khi mình bước ra cái lực bước ra của mình nó chỉ vừa đủ giật lại, ê búp này thôi đó, nó chỉ vừa cứng lại thôi chứ nó không nổ được, đúng không? Thì khi nào mình giật mạnh thiệt là mạnh nó mới nổ. Còn ví dụ mình đứng vậy, chết ra, quên nắm dây, bấm lại cái thôi. Bây giờ nhiều bạn là thắc mắc, ủa để như vậy rồi mỗi lần bước xuống xe lỡ quên cái nó giật nổ, không có dễ nổ tới như vậy. Nếu mà dễ nổ tới như vậy thì cực kỳ khó sử dụng. Người ta đã thiết kế cái bộ bi này với cái trọng lượng bao nhiêu để mà đủ nổ. Rồi thì còn một cái nữa là khi mà lắp ráp với cái này á, người ta sẽ hiệu chỉnh là khi mà chúng ta ngồi trên xe á và chúng ta hơi đứng khom người dậy thì cái vị trí dây gắn trên áo chúng ta nó khoảng thẳng dây vậy là coi như vừa. Chứ nếu mà bị giãn dây nhiều quá thì cái lực nó giãn ra thì nó sẽ phản ứng chậm, nghĩa là dây mà nó càng ngắn thì phản ứng càng nhanh. Rồi dây mà càng dài sẽ phản ứng càng chậm. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái mức canh chỉnh ở mức trung bình. Có nghĩa là chúng ta chỉ hơi đứng khom lưng lên và cái dây nó căng ra là vừa. Để khi mà chúng ta búng thẳng người ra, văng ra khỏi xe, lúc đó là nó sẽ nổ. Rồi bây giờ mình sẽ không lòng vòng nữa, mình sẽ bắt đầu nổ cho mọi người xem ha. Cái này mình nổ, mình sẽ bằng cách là mình sẽ, như mình nói, mình sẽ giả lập cái bơm hơi vào chứ mình không giật ra nữa. Tại mình giật cái này phí tiền lắm, mỗi lần giật tới 600 ngàn lận. Rồi đó, bình khí nó. Rồi mình sẽ lấy cái đầu này mình dặn vào. Một là lấy đầu này dặn vào thôi, hai là mình lấy bình khí cũ nè, nó bị hư mà nó đục lỗ đó nè. Để mình dặn vô. Rồi. Ok, và mình đã sẵn sàng để cho cái phần thử test này ha. Rồi. Mọi người hãy chuẩn bị ha. Một phát một thôi, thật ra thì do mình bơm hơi nó sẽ chậm hơn, còn bình khí mà khi mà nó phụt ra nó sẽ lẹ hơn. Rồi chuẩn bị ha, 1, 2, 3. Ê, thôi đứng quay chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Đó, tại vì cái này là hơi mình bơm từ từ vô, nên nó chỉ ra như vậy thôi. Còn nếu mà chẳng hạn như mà nó nổ thúm một cái nó sẽ rất là nhanh. Đây là cách để mình test xem là cái áo nó có bị xì chỗ nào hay không. Thì sau khi mà nó nổ lên á, nó sẽ có thời gian khoảng 5 phút bắt đầu nó sẽ xì từ từ, nó sẽ có cái van tiết lưu để tự xả bớt ra. Thì trong cái khoảng thời gian đó nó xả bớt ra để mình có thể cuốn lại và tái sử dụng lần nữa. Đó, khi mà các bạn chú ý ha, khi mà mình có đội nón bảo hiểm thì chỉ cần nó bung ra nó sẽ khít với cái nón bảo hiểm mà mình có đập đi đâu cũng không bao giờ bị quẹo cổ hay gãy gì hết. Trước ngực nó cũng có hai túi khí. Rồi, ngay cả bên hông này cũng có luôn nè, để mình bơm cho nó căng lại. Đó, mình bơm nó căng lại đó. Nè, bên đây nó có bảo vệ luôn nè. Đó, nó bảo vệ từ đây, hai bên ngực. Bảo vệ qua luôn. Đó, bảo vệ xuống cả vùng đít nữa. Ở dưới đây nó có xương cục nè. Khi mà bình thường nó cụp, nó hở ra nè. Đó, nó che lại cái phần đít xương cục của mình nè. Đó, nó che luôn bên hông. Nói chung là cảm giác là khi mà nó nổ á, nó sẽ
rúm cái người bạn lại, có nghĩa là nó căng cái hơi để nó giữ cái cố định cái bộ xương của bạn lại. Có nghĩa là mình cảm giác là toàn bộ xương sườn, xương bè của mình đã được giữ định hình một, nói chung là thành một cụm. Thì khi mà chúng ta định hình thành một cụm nó sẽ rất là chắc, lúc đó chúng ta đập vào đâu hay cái gì đó thì nó cũng sẽ, nói chung là sẽ bị ít ảnh hưởng. Và dĩ nhiên là khi mà có túi hơi này đập rồi, chịu rồi thì dĩ nhiên là cái lực tác động nó sẽ bị giảm đi rất là nhiều, nó cứu mạng rồi. Thì cái này cũng là một sản phẩm mà nhiều khi mình hiện giờ mình cũng đang có ý tưởng là cho mọi người thuê, chẳng hạn ai mà muốn đi chơi xa hay gì đó thì chỉ cần thuê với giá 100.000 một ngày. Rồi, cứ thế là mình tới mình set up, mình gắn dây sẵn thôi. Mỗi lần bạn lên bạn cứ cắm dây vô, đi bao nhiêu ngày tính tiền bấy nhiêu ngày. Rồi lỡ mà nếu nổ thì tính bình khí à. Rồi ví dụ mà hư áo thì tính phí, chi phí sửa chữa áo thôi chứ không có gì cả. Thì nếu mà ai mà thấy có nhu cầu này trong Tết này mà muốn đi chơi xa mà lo cho tính mạng của mình thì cứ alo kỹ sư hẻm, mình có đủ size cả size XL, 2XL các kiểu là đầy đủ hết luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem là sau khi nổ xong thì nó, mình sẽ xếp cái áo lại ra làm sao ha. Ừ. Đó, chuốt cho nó xì hết hơi. Rồi sau khi mà nó xì hết hơi rồi, nhét nó vô lại thôi. Đó, xếp nó lại, nhét nó vô. Đó, nó có nút bấm thôi nè. Nhét nó vô. Cứ theo cái ven của nó mà nhét nó vô thôi là xong. Đó. Và như chúng ta có thể tái sử dụng lần hai. Nhưng mà lưu ý là phải thay bình khí mới. Khi mà bình khí nổ rồi thì là phải thay bình mới rồi. Đó. Cái hay của cái dòng áo bình thường này là nó có thêm cái phần đệm đít nữa. Có nghĩa là khi mà búm ở đây bình thường không có gì, lật ra rồi bên trong đây cũng có khí luôn. Đó, trong đây là vừa túi, đây thêm túi rời, có nghĩa là búm trong đây nổ ra, đây văng ra. Rồi là bảo vệ được cái đít xương cục của bạn nè. Đó, ngon lành. Đó. Rồi, vậy thôi. Thử lại một lần nữa cho mấy bạn nào, lần này mình sẽ bóp hơi cho nó lẹ lẹ lên tí. Hồi nãy mình sợ mình bóp lố nó nổ. Rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu làm lẹ hơn nè. Rồi, chuẩn bị nha. 3 2 1. Đó. Căng giống như là cái bong bóng, rất là căng. Cứng lắm. Ừ. Lúc mà nó nổ đủ hơi, đủ áp suất là rất là cứng. Cứng lắm. Đó, xả rồi bắt đầu hết hơi rồi. Do cái bình khí hơi của mình nó cũng không có mạnh lắm, không thể nào nó bằng khí nén. Nó nén trong cái chai này được. Một chai này khi mà nó ra là phụp, cái lực nén rất là mạnh phụp ra. Nó sẽ nổ rất là nhanh. Rồi, chỉ vậy thôi. Hy vọng là anh em đã thâu hiểu thêm về những cái đồ chơi này. À mà sẵn để show cho anh em thêm luôn. Vì sao lại cái bảng màu đỏ này nó khác với bảng kia. Bảng màu đỏ này là một cái version để dành cho tay đua. Thì với mà tay đua thì nhất định là phải có sự thoải mái. Thì với một số tay đua mà chúng ta ôm những cái xe mà có cái bình xăng á, thì phía trước đây mà nó có cái bình khí nén á, thì nó sẽ rất là chật chội. Nó sẽ kiểu như nó bị cộm cái bụng á, chứ nó không có nằm xuống tư thế nằm xòe đẹp được. Nên như vậy, nên nó sẽ có cái thiết kế là phía gắn phía sau lưng này. À, cái bình khí nén nằm sau lưng. Rồi khi mà nổ ra thì nó cũng nổ y xì vậy thôi. Nổ ra trên đây thì cũng tách ra, có thêm cái bờ cổ tách cái phập ra. Rồi ở dưới thì không có. Đó, nhưng mà được cái là phía cái phần đua này thì nó lại có thêm cái miếng giáp lưng riêng rời ở đây. Mặc dù phía bên trong nó vẫn có đệm khí nhưng mà nó bảo vệ thêm cho cái đột sống lưng của bạn. Lỡ như có chấn động mạnh quá hay gì thì cũng không sao. À, bản đua thì nó sẽ khác với bản thường. Bản đua là bản mắc nhất, lúc nào cũng vậy. Cái gì mà dành cho đua xe sẽ luôn mắc. Đó, đây là một cái bản đua này. Cái này khi mà mình mua là cả ship cả thuế là khoảng 16 triệu nè. Đó, còn cái bản Helix này hồi lúc đó mình mua là tới khoảng 23 24 triệu là mắc hơn nữa, đồ châu Âu thì nó mắc hơn. Rồi, công dụng thì nhưng nếu mà mình nói công bằng luôn thì cái kia bảo vệ dữ hơn. Tại vì nó dày hơn. Cái những thứ đó đồ nhưng mà nó sẽ bị nặng, còn thằng này nó nhẹ hơn và nó thoải mái hơn. Rồi. Áo này thì có tăng chỉnh đầy đủ hết. Mọi nơi đều có tăng chỉnh xiết hai bên các kiểu. Rồi, chào mọi người. Hy vọng là mọi người đã có kiến thức về ở tôi khí nha.